quẳng nỗi lo đi, tháo kính nhẹ nhàng tại Viện Mắt Hà Nội 2. Quan trọng nhất là tâm lý của chúng em, tinh thần em sợ nhất là em cứ yên tâm là các chị sẽ đồng hành cùng em trước, trong và sau phẫu thuật, là thế nào đem lại kết quả tốt nhất cho chúng em. Đấy là mong muốn chung của em, cũng giống như cái kíp phẫu thuật của đại học thôi đó, sẽ đồng hành cùng chúng mình để hỗ trợ chúng mình trước khi phẫu thuật chúng mình gì đấy, mở thuốc, tra thuốc, hướng dẫn vào trong phòng mổ, sẽ có những cái anh chị trong đại sẽ hướng dẫn sát khuẩn, vệ sinh mắt, thậm chí có những người ra cầm tay động viên các bạn đó. Em ơi mình cứ hít sâu thở đều mình cảm nhé, chị sẽ mắt em là hơi bé lại là ấy, là mãi em anh đánh lại nhắn tìm vào trong khi mà mổ em là các chị sẽ hỗ trợ cho em, thứ nhất là dụng cụ cần mi, đầu tiên sẽ là dán lên mi này, không phải lung tung này, đặt một dụng cụ cần mi vào trong mắt mình để căng mi mắt con không chớp mắt tê đây xong rồi đi rồi đó. Sẽ mai làm hết những cái đó, làm từ phòng tiền phẫu trước xong vào bên trong bác sĩ mới làm hết phần này để sẽ đặt dụng cụ cần mi. Trong quá trình phẫu thuật ý, là thời gian thuốc nọ tê sẽ có giá trị khoảng tầm 30 đến 40 phút cơ. Đó, mình sẽ được tra tê trước khi vào rồi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thế nên là mình cứ yên tâm rồi, các em hít sâu thở đều. Mình giữ nguyên mình thẳng, giống như em vừa thăm khám ý.